Hoàng xin rất vui vì được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Nhanh Mà Ngon được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và nhân dịp năm mới thì Phương Linh cũng như Hoàng Sinh cũng xin kính chúc quý vị khán giả lúc nào cũng bình an, mọi sự hanh thông. Và đừng quên đồng hành cùng chương trình Nhanh Mà Ngon nha. Rồi, năm mới thì xin cũng chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe nè, may mắn, chỉ cần hai điều đó là đủ thôi, đúng không nào? Và bây giờ một cái món mà cho những ngày Tết này ăn đỡ ngán hơn thì ở đây xin có một ít sườn bò. Hôm nay hai anh em sẽ giới thiệu món sườn bò nấu ngũ vị nha. Nguyên liệu đầu tiên thì chúng ta có sườn bò, thì cái này xin mua trước là rất là tươi, cất tủ đông sẵn, bởi vì mấy ngày Tết thì cũng hơi khó mua. Cho nên chúng ta cứ chọn những cái loại sườn bò mà chúng ta thích nè. Ở đây xin có sườn bò có phần sụn nữa, rồi khoai tây để ăn kèm cho có tinh bột, một ít rau củ quả cho có màu sắc, hành tím, hành tây, cà rốt, một ít quế cây nè, bột ngũ vị hương, một ít cái tai hồi, bột mì nữa, để chút xíu chúng ta làm cho cái phần sốt chúng ta sánh sạch hơn nha. Yeah. Để món ăn được ngon hơn thì xin sẽ giảm đường và sử dụng vị ngọt tự nhiên từ dừa tươi. Rồi, mọi người thấy không? Mặc dù là một món ăn nhìn nhiều nguyên liệu nhưng mà tất cả nguyên liệu đều rất là dễ tìm kiếm, đúng không Linh? Và làm phải nhanh đúng không? Đảm bảo nhanh luôn. Và bây giờ Xin và Linh sẽ bắt tay vào làm nha. Thì Linh nè, mình mua cái phần xương sụn này ăn sẽ ngon hơn đó. Thì xương bò cũng rất là cứng cho nên mình nhờ các cô ngoài chợ chặt giùm luôn. Rồi bây giờ là cái phần xương này mình để qua bên, Xin sẽ cắt khoai tây, còn Linh sẽ cắt cái phần này giùm Xin. Hành tím thì mình cắt cái múi cao lớn, còn hành tây thì mình cắt múi cao vừa vừa đi. Rồi cà rốt thì mình cắt móng ngựa, cắt móng ngựa là móng vậy ngựa ha. Sao đó, cứ xay xay cắt giống như gọt mớm nấu canh vậy đó. Đó, cái này hồi đó giờ Linh hay làm lắm nhưng mà không biết gọi tên nó là như thế nào, thì bây giờ đã biết rồi nha. Cà rốt như vậy là cắt móng ngựa nè. Đúng rồi. Khoai tây cũng vậy nha. Rồi bây giờ cái món này là mình làm là sẵn trong ngày Tết mọi người làm luôn nha. Để mình làm mình ăn mình đãi khách luôn nè. Đãi khách luôn. Rồi Phương Linh đã làm xong rồi. Và đặc biệt cái món này nè Linh, mình nấu xong á, mình cứ chia phần mình cất tủ đông đi. Thì khách tới nè, hoặc là có bạn bè mình cứ đem ra xả đông múc lại hâm ra. Đúng là ăn được rồi. Rồi bây giờ là nguyên liệu đã sẵn sàng hết rồi. Đó, xin sẽ lấy một ít tỏi ở đây ha. Mình sẽ có tỏi nè. Cái phần hành này chúng ta băm ra luôn ha. Dập một chút xíu. Phần tỏi chúng ta sẽ đập dập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở lửa lên ha. Cho một chút xíu dầu ăn vào. Đối với cái món này á Linh, nếu mà chúng ta có thời gian á thì chúng ta nấu bình thường như vậy, để lửa riu riu tầm khoảng 40 phút thôi là sườn sẽ mềm tới. Còn không á, quý vị cứ làm y như vậy cho Xin, sau đó quý vị cho tất cả các nguyên liệu vào nồi áp suất nấu từ 5 tới 10 phút là bò sẽ chín mềm luôn. Và giống như Xin nói là tùy vào cái nhu cầu và sở thích mọi người, riêng Xin thì Xin thích bò vừa chín tới ăn nó còn giòn giòn, đúng không? Còn nhà chúng ta có người lớn hoặc em bé thì chúng ta có thể hầm mềm chút xíu. Rồi dầu đã nóng thì chúng ta cho cái phần nè, tỏi đập dập với lại hành đập dập vào ha. Rồi cái phần tỏi này Linh, mình xào cho thơm ha. Và với mấy lượng bò này Xin cần khoảng 2 cái tai hồi. Đó. Tai hồi á mình bỏ nhiều vừa thôi ha. Linh thấy nhiều người nói là nếu mà tai hồi bỏ nhiều quá thì bị đắng đúng không? Đúng rồi, nó bị đắng với cái mùi nó rất là đậm. Và quế cây Xin chỉ một cây thôi, bởi vì chúng ta cái phần ngũ vị hương thì chúng ta cũng có nguyên liệu quế ở trong đây rồi. Dạ. Mình sẽ bỏ khoảng 1 muỗng cà phê ngũ vị ha. Thơm quá. Chưa gì mà đã thơm lắm rồi nè. Chúng ta tao cái hỗn hợp này lên. Tại vì thường Linh thấy ngày Tết là sẽ có là thịt kho trứng nè, canh khổ qua nè. Cái mùi vị này làm cho mình cảm thấy là mình thay đổi hơn đúng không? Đúng rồi, cái hỗn hợp này thơm lắm rồi. Đó, chúng ta sẽ cho cái phần sườn bò vào. Linh nghĩ là cái món này là Linh sẽ đưa thẳng vào thực đơn ngày Tết luôn. À, mình nấu sẵn một nồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhỏ lửa xuống ha. Mình sẽ nêm nếm vào đây. Đối với Xin lúc nào các món nấu cũng vậy, Xin sẽ nêm nếm vào đây trước. Hạt nêm nè. Xin ơi, tại sao trước khi mình bỏ vô nồi mình không ướp ở ngoài mà mình bỏ trên lửa nóng mình mới nêm? Nếu mà chúng ta có thời gian mình ướp ở ngoài thì càng tốt. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian thì chúng ta để lên lửa, chúng ta nêm luôn và chúng ta xào trực tiếp để cho gia vị thấm trước khi chúng ta cho nước ha. Ở đây Xin sẽ có khoảng 3-4 muỗng cà phê đường. Cái món này ngọt ngọt mới ngon bởi vì có khoai. Rồi, chưa dừng ở đó, để cho cái nước trở nên sánh sệt và ngon, chúng ta sẽ không làm đặc bằng cách truyền thống mà chúng ta sẽ cho một ít bột mì vào đây. À, chúng ta sẽ cho một ít bột mì vào lúc chúng ta xào sườn bò luôn. Chúng ta sẽ xào hỗn hợp lại lên, xào cho tới khi hỗn hợp săn lại. Khoai tây cũng rất là dễ chín nè, hành tím, hành đỏ cũng rất là dễ chín. Chúng ta để sau. Cho nên bây giờ Xin sẽ cho cái phần nước dừa vào. Mình sử dụng nước dừa nha quý vị. Rồi nước chúng ta sẽ đổ ngập cái phần sườn luôn, bởi vì đây là một cái món hầm thưa quý vị. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại, đợi khi sôi già lên thì chúng ta sẽ nhỏ lửa nấu riu riu khoảng 30 phút thì sườn bò sẽ chín. Đó, bây giờ cái sườn bò chúng ta đã hầm được khoảng 20 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra, rất là thơm này nè Linh. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần khoai tây vào nha. Đó, cho khoai tây vào nè.
Bây giờ lên khích khoai lang, lên cho khoai lang vô được không? Ngon luôn. Không. Khoai lang bỏ vào rất là ngon nha. Tại bữa nay xin không có mua được khoai lang. Chúng ta cho khoai tây với cà gót vào. Khi mà khoai tây với cà gót vừa chín tới thì chúng ta cho hành vào nữa là xong ha. Rồi bây giờ chúng ta là sôi lên nè. Trời ơi, Phương Linh thấy quá. Là các nguyên liệu nó đã mềm rồi đó. Đó, bây giờ mình vớt cục bò lên mình xem thử nha. Đây, hấp dẫn chưa? Ở rất là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím, hành tây vào. Hành tím, hành tây thì chúng ta cho vào và chúng ta đảo một lượt và tắt lửa ha, để giữ được cái độ giòn của hành. Đó, chúng ta chỉ nấu héo một chút xíu thôi để cho hành đỡ hăng lại. Đó, mở lửa lên, sôi bùng một cái là chúng ta sẽ tắt lửa ha quý vị. Nước đã sôi trở lại rồi. Và bây giờ thì Xin và Linh sẽ đi múc ra một cái tô để coi nó ngon như thế nào nha. Đây, cái phần sườn bò hầm ngũ vị nè, thử nha. Dạ. Yeah. Rồi, Linh, đây, miếng này là miếng ngon nhất. Gấp nhẹ nhẹ, nó mềm. Nó mềm bụng mềm luôn á. Đây, thưa quý vị. Mình phải mời một miếng cà rốt hàng Xin nha. Xin rất là thích ăn cà rốt mọi người. Đó, rồi Linh ăn khoai tây. Phương Linh xin phép mời mọi người nha. Hey, mời mọi người nha. Đây, nó mềm nè, mọi người xin ăn thử nha. Rất là mềm luôn. Nước dùng cực kỳ đậm đà nhưng mà đặc biệt là sao? Tại vì nước dừa đó nên là rất là ngọt mà ngọt thanh nha. Nói chung là số 1 á. Thấy sao ta? Còn ngọt nè, vừa đủ mềm nè, nhưng mà cà gót không quá bở. Vẫn còn cái độ giòn chút xíu bên trong, nhai nhai nè. Còn theo Phương Linh cảm nhận thì bò đang còn rất là giữ được cái mùi vị đặc trưng của bò là rất là ngọt. Tại bò mình là bò tươi mà. Đúng rồi. Với lại nữa là cái mùi vị này cũng như là cái gia vị của nhau hòa quyện vào nhau, Linh thấy ăn không hề ngán đậu ha. Cái này mà mình có thêm chút xíu bánh mì cũng ngon nữa đúng không? Bánh mì cũng hoặc ngon. Hoặc là ăn với bún cũng ngon, hoặc là ăn với cơm cũng ngon nữa. Nói chung là làm gì cũng ngon hết. Tất cả những công thức nhanh mà ngon đều rất là phù hợp cho tất cả các bữa cơm trong gia đình luôn. Ăn như thế nào cũng ngon. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi. Xin với lại Linh chúc quý vị khán giả thành công với món sườn bò hầm ngũ vị này nha. Nhân dịp là năm mới thì Xin và Linh chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe nè, chuẩn bị một năng lượng rất là tích cực, làm gì cũng may mắn cho những công việc và những dự án sắp tới nha. Chào quý vị, đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Nhanh Mà Ngon vào lúc 11:50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.